các nhà văn đang đổ xô đến quán cà phê này. Khách hàng viết ra mục tiêu công việc của họ và yêu cầu quán hỗ trợ kiểm tra tiến độ khi họ làm việc với các mức độ khác nhau, tùy theo lựa chọn của khách hàng. Ngoài ra, còn có một số lựa chọn khác để tạo áp lực thầm lặng, như có nhân viên thường xuyên đứng đằng sau họ để theo dõi tiến trình làm việc. Hôm nay tôi đang viết một bài để đăng trên blog. Mục tiêu của tôi là hoàn thành xong 3 bài viết trên blog và tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Chủ quán cà phê anh Takuya Kawai cũng là một nhà văn. Anh hy vọng các quy tắc nghiêm ngặt trong quán sẽ giúp mọi người tập trung hơn. Quán cà phê đã được lan truyền trên mạng xã hội và mọi người đang nói rằng các quy tắc thật đáng sợ hoặc có cảm giác như bạn đang bị theo dõi từ phía sau. Nhưng trên thực tế, thay vì giám sát khách hàng, tôi ở đây để hỗ trợ họ. Tôi muốn mọi người hoàn thành công việc của họ vì mọi người có thể hoàn thành công việc của mình nhanh hơn và tập trung hơn vào việc viết lách khi ở đây so với khi ở các quán cà phê khác hoặc ở nhà. Họ có thể hoàn thành công việc của mình sớm hơn. Kết quả là những gì họ nghĩ sẽ mất một ngày mới có thể hoàn thành, nhưng thực sự họ đã làm xong chỉ trong 3 giờ, hoặc những công việc thường mất 3 giờ thì lại được hoàn thành trong 1 giờ tại quán cà phê này. Đây là trải nghiệm mà tôi muốn cung cấp cho khách hàng.